bạn tiếp tục theo dõi trận giải bóng chuyền hơi sân ga giữa đội Ngọc Hà và đội Đa Tạo. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận cầu tiếp theo. Trọng tài đang đưa hai người vào sân gặp thử. Đại Tạo đúng như vậy là đội Ngọc Hà mang trang phục quần đen áo màu xanh dép xanh nơ bên Ngọc Hà phát bóng điểm số đầu tiên thuộc về đội Ngọc Hà 1-0 số 7 Tuấn Mạc phát bóng. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Đại Tảo. Bây giờ là một pha bóng thành công của Trung. Của đội Ngọc Hà 2-1 đội điểm cho đội Đại Tảo 2-1 đập bóng ngoài sân điểm cho Đại Tảo 3-1 nối chân điểm cho đội Đại Tảo 4-1 đập bóng ngoài sân điểm cho đội Đại Tảo 5-1 đối với ông kinh của huyện một pha xử lý bóng lỗi nước của đội Ngọc Hà điểm cho đội Đại Tảo 6-1 ngoài sân Ngọc Hà 6-2-6 việc giữ tâm lý bình tĩnh từ bên đội đương kim vô địch của huyện là rất quan trọng trong giờ phút này. Việc giữ cái đầu bình tĩnh là rất cần thiết khi một đội bóng lớn nhận lại một pha bóng bỏ nhỏ rất thành công của Đại Tảo điểm 7-3. Đề nghị các trọng tài tôn trọng dẫn các cầu thủ tôn trọng trọng tài. Đề nghị các trọng tài tôn trọng cầu thủ. Lưới kết thật rồi. Điểm cho Ngọc Hà 4-7. Trận bóng tốt điểm cho Hà lớp 7. Còn đây được Ngọc Hà đang tìm lại chính mình với bản lĩnh thi đấu nhiều năm liền nhất huyện. Thì việc đội Đại Tảo năm nay tranh tài với đội Ngọc Hà có lẽ là rất điểm cho Ngọc Hà 7. Cách biệt chỉ một bàn nữa thôi. Chung đây người ta tạo chắc không qua lưới tung bóng bắt ăn hả không qua đà nữa à tưởng bây giờ không qua lưới trong
khuôn khổ giải 30 tháng 4 năm ngoái là đội Ngọc Hà đã từng thua đội Lai Tết. Đúng rồi. Và năm nay thì Ngọc Hà đã đòi lại được cái nợ năm ngoái. Nhưng mà lại thầy cha lại chào bảo các anh có người đánh cao nhất là 50, mình 51 thì dùng cơ mà đánh cầm quái. Nhất tình 50 của nhà 51 rồi. Alo, alo, alo. Sao ra, sao ra. Con Hà Sinh ở rộng, rộng, cười. 18, đang nghiêng về. Vẫn nghiêng về đội đại tảo. Chẳng có phút, phút điểm cho con Hà Sinh. Đúng rồi. 9, 10 à? Tuyển thủ của huyện Sơn Dương anh giành lại điểm thứ hai 10 đâu. Điểm cho đại thảo 11-10. Hiện đội đại thảo được vinh dự đặc biệt Ngọc Hà là vinh dự cho đại thảo. Thì đây là đội quân kim vô địch của huyện. Dạ vâng, là bóng tốt. Điểm cho Ngọc Hà kết thúc đều. Mình đúng bản lĩnh của mình là một chiếc vô địch. Vâng, vâng, vâng. 14-11. Nó có không còn lớn điểm cho đại thảo. Đại thảo đang kết điểm. 14-11. Đã có tốt, sân đình là một tốt. Điểm 12-14. Điểm đi, điểm đi, điểm đi. Cần phải hết sức bình tĩnh và thể hiện sự văn lĩnh dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của chúng ta. Chung này bóng bóng chạm lưới và bao phần lỗi chúng ta thôi. Điểm cho đại thảo 15-12. Điểm cho đại thảo 13-13. Xử lý bóng tốt, điểm cho Ngọc Hà 14-15. Điểm cho Ngọc Hà 19-15.
thế là tuyệt vời rồi. Hôm nay các cháu mới ra trận nên là tuyệt vời. Tuyệt vời rồi, anh rất là được rồi. Ông ngoại sẽ bóng ra ngoài được, sẽ là cả 16-19. Đập bóng tốt nào ta, điểm cho Ngọc Hà 20-16. Trận bóng tốt, điểm cho Ngọc Hà 21-16. Chung là đội Ngọc Hà trận bóng tốt. Nếu Ngọc Hà thắng được Ngọc Hà thì rất có thể là Ngọc Hà sẽ lấy chiều cao trời cho ai phải thắng. Giải thi đấu của mình hôm nay 60 giờ nào. Ủy ban xã chúng ta sẽ sát sai một là đưa đội Đại Tàu thi đấu nhé. Được trưởng bóng tốt của đội Đại Tàu. Ngay sau đó thì điểm cho Ngọc Hà phòng thủ 22-17, mất bước một điểm cho đội Cao Ca 22-17. Chấn bóng tốt. Và bóng tốt của Đại Tàu sau cơ hội thắng của Ngọc Hà 3-17 điểm 23-17. Bóng về cuối sân của đội Ngọc Hà, ngoài sân của Hà Nội, sân của Đà Nẵng 18-23. Với những pha bóng rất bình thường và đẹp mắt là đập bóng ngoài sân để bóng ra ngoài điểm cho Đà Nẵng 19-23. 19-23 điểm nhấn của Đà Nẵng. Bay trắng điểm cho Đà Nẵng 22-23. Việc đội Ngọc Hà tập luyện để thi đấu huyện, cọ sát trong đội trong xã. Tăng và lệnh tính chơi đôi kỹ thuật cũng như bản thi đấu. Hai mươi ba nha. Nhìn chung Đại Tả rất hay. Ngọc Hà xử lý bóng ngoài sân của Ngọc Hà. Chạm tay chắn. Chạm tay chắn. 24-21. Mẹ bỏ ra nhé, bỏ con héo lên. Ai đéo? Em. Bóng tốt của Ngọc Hà. 25-21. Cần phải có những pha bóng rất đẹp để đảo. Hai mươi sáu, hai một. Không còn hết. Hai chén. Hai mươi bảy. Anh ấy có đánh với đội Yên Sào để làm đội chó không? Vừa lại bẻ. Thế là mấy trẻ thua trẻ này. Ông chính mình đánh đầu. Thôi, mình đánh đầu giống đội lại mà đánh Hà lại được hơn. Trẻ còn là đánh. Trẻ nó chả đánh bao giờ, nó ra sân bao giờ đâu. Nó không đánh được, nó bảo trái. Hôm nay 28-21, 29-21 nhưng về đội Ngọc Hà. Ngọc Hà đang đến rất gần với chiến thắng. Sắp chắn ra ngoài một pha đập bóng ra đại tả. 22. Tiếp theo Ngọc Hà và Đại Tàu. Xếp bóng ngoài sân 30-22. Nhưng vậy là Ngọc Hà đã chạm vào chiến thắng trong trận đấu này với Đại Tàu. Một lách chắn tốt của Đại Tàu đem lại một điểm quý báu cho đội Đại Tàu 23-30. Nhưng chỉ còn một điểm nữa thôi là đội Ngọc Hà đã giành chiến thắng trong trận đấu giữa đội Ngọc Hà và đội Đại Tàu. Chấn bóng tốt của Đại Tàu 24-30. 24-30. Một pha chấn bóng tốt của Đại Tàu. Đại Tàu phát bóng.
như vậy là trận đấu 31-24 là chiến thắng chung cuộc của đội Ngọc Hà và Đại Tà. Cầu thủ hai đội trưởng và đội giao hữu